thì một cái bài vận dụng phân phối chuẩn để tính xác suất ở trong cái phần bài tập chương 3 đó em, là bài tập 3.24 không? Chiều cao của sinh viên trường đại học AG tuân theo luật phân phối chuẩn với trung bình là 165 cm và độ lệch chuẩn là 5 cm. Yêu cầu là tính xác suất một sinh viên được chọn ngẫu nhiên mà có chiều cao từ 170 cm đến 177 cm. Và câu B nó hỏi là trong một nhóm 150 sinh viên được chọn ngẫu nhiên thì nhiều khả năng là có bao nhiêu sinh viên cao dưới 164 cm. Câu C là tính tỷ lệ sinh viên mà có chiều cao lệch so với trung bình lớn hơn 2 lần độ lệch chuẩn. Đấy, thì cái này đầu tiên đó là mình sẽ gọi tên biến ngẫu nhiên. Thì ở đây mình sẽ gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ chiều cao của một sinh viên mà mình chọn ngẫu nhiên. Thì theo đề bài đó thì x này tức là nó sẽ tương đương được phân phối chuẩn với cái độ lệch chuẩn với cái kỳ vọng tức là cái mi đó nó bằng 165 và cái độ lệch chuẩn là cái sigma đó là nó bằng 5, đơn vị là cm đó. À, thì ở câu A đó mình sẽ đi tính xác suất một sinh viên được chọn ngẫu nhiên mà có chiều cao từ 1m7 đến 1m77. À, thì cái chỗ này đó thì mình sử dụng cái công thức tính xác suất là trong trường hợp x có phân phối chuẩn nè, thì cái công thức tính xác suất x nhận giá trị từ a đến b hoặc là từ lớn a đến nhỏ bằng b rồi là nó chính là công thức số 3 này. Đấy, thì đảo lại cái bài này thì chúng ta tính xác suất x nhận giá trị từ 170 đến 177 thì áp dụng công thức thì chúng ta sẽ có bằng phi của 177 trừ 165 chia 5. Đấy, cái 165 này chính là cái mi nè. Ha. 165 này chính là mi nè. Đó. Và mi ở đây bằng 165, được chưa? Đấy, sigma nó bằng 5. Và trừ cho cái phi của cái số là 170 trừ 165 phần 5. Đấy. Thì mình sẽ tính cái giá trị trong ngoặc này trước. Thì cái 100 mình sẽ lấy 177 không? 177 nè. Rồi trừ cho 165. Là nó ra được 12 đúng không? 12 mình chia cho 5 thì nó ra 2,4. Vậy là phi của 2,4 trừ cho phi của 1. 170 trừ 165 là ra được 5, 5 chia 5 là 1, phi của 1. Phi 2,4 trừ cho 2 phi của 1. Thì chỗ này chúng ta có thể tra bảng, cái này mình bấm máy luôn. Thấy không? Thì bấm máy thì ở đây là chế độ menu 61 nè. Đó, thống kê một biến đó, thì mình sẽ bấm AC, sau đó bấm Option, mũi tên xuống, mình chọn số 4, mình chọn số 1, rồi bấm số 2,4 vô. Đấy là phi của 2,4. Bây giờ mình muốn trừ cho cái phi của 1 luôn. Ha, trừ cho phi của 1 mình lại gọi cái hàm B ở trong máy tính ra, đấy là hàm phi đó, trong máy tính thì chữ B đó. Đấy thì trừ ra thì nó là 0,15046 ha. 0,15046. Mình làm tròn luôn 0,1505. Đấy, còn ở cái câu C, câu B đó nó nói là trong một nhóm mà 150 sinh viên mà mình chọn ngẫu nhiên á, thì nó hỏi nhiều khả năng là có bao nhiêu sinh viên cao dưới 164 cm. Thì ở đây đó thì mình ở để giải câu B đó thì mình sẽ gọi thêm biến ngẫu nhiên. Giả dụ như mình chọn một cái nhóm gồm 150 sinh viên này thì cái số sinh viên mà nó có chiều cao dưới 1m64 thì nó là một con số ngẫu nhiên và mình sẽ gọi con số này nó là một cái biến ngẫu nhiên luôn. À, tức là ở đây mình sẽ gọi y là biến ngẫu nhiên chỉ cái số sinh viên mà nó có chiều cao dưới 164 cm. Thì rõ ràng ở đây y á, là nó sẽ tuân theo luật phân phối nhị thức BNB, luật phân phối nhị thức BNB và cái n này nó bằng 150. N bằng 150 và cái b á, thì nó chính là cái xác suất để mà biến ngẫu nhiên x nó nhận giá trị nhỏ hơn 164.
Thì cái này mình nó vừa kết hợp với phân phối nhị thức và cái phân phối chuẩn nè, đây là bài toán vừa kết hợp phân phối nhị thức và phân phối chuẩn nha. Thì ở đây cái B này là tính là cái xác suất ít nhỏ hơn 164, thì mình đảo lại cái công thức phân phối chuẩn đó. Xác suất mà ít nhận giá trị nhỏ hơn bằng số B nó chính là phi của B trừ mi chia sigma. Và lưu ý cái chỗ này dấu nhỏ hơn hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng thì công thức này vẫn đúng ha. Đấy. Thì cái này mình sẽ tính cái xác suất này. Tính xác suất này thì nó chính là phi của 165 164 trừ 165 chia 5. Và cái số trong ngoặc này á, là mình sẽ tính được nó là trừ 0,2. Và mình bấm luôn cái phi của trừ 0,2 luôn á. Mình bấm phi trừ 0,2 luôn. Trừ 0,2. Thì nó ra là 0,4207 0,42 0,4 thì ghi đầy đủ kết quả trong trong máy tính luôn. Đấy, như vậy thì ở đây đó thì mình sẽ có cái biến ngẫu nhiên y là chỉ cái số sinh viên mà nó có chiều cao từ 1m64 đảo xuống hay là nhỏ hơn 1m64 thì nó sẽ tuân theo luận phối nhị thức với cái n bằng 150 và b thì nó chính bằng 0,42 0,4 này. Và ở đây người ta không có kêu tính xác suất mà người ta kêu là nhiều khả năng có bao nhiêu sinh viên có chiều cao dưới 164 cm, nhiều khả năng. Thấy không? Thì ở đây mình sẽ tìm cái mod của y, tức là cái số sinh viên mà nó có chiều cao dưới 164 nhiều khả năng nhất. Thì cái công thức mod y hôm trước thầy cung cấp cho các em đó, ở trường đối với phân phối nhị thức đó, thì cái mod của y đó, nó chính là phần nguyên của n cộng 1 mà nhân cho b. Thấy không? Cái dấu móc vuông này mình được là phần nguyên của n cộng 1 nhân b. Thì trong trường hợp này đó là mình có cái n của mình là 150, vậy thì mình cộng 1 nó sẽ là 151 và nhân cho b của mình mới tính ở trên đây ra thì nó là 0,42074. Thì mình nhân hai cái số này với nhau. Tức là 151 nè. Và nhân cho 0,42074. Thì nó ra là 63,53. 63,53 nhưng mà mình lấy cái phần nguyên á, cái số này là số thập phân thì mình lấy phần nguyên đó là số 63. Và như vậy thì trong 150 sinh viên mình chọn ngẫu nhiên này thì nhiều khả năng nhất là nó sẽ có 63 sinh viên mà chiều cao nó dưới 164 cm. Đấy là câu B. Còn ở câu C nó yêu cầu mình á, tính tỷ lệ sinh viên có chiều cao lệch so với trung bình lớn hơn 2 lần độ lệch chuẩn. Không? Tính tỷ lệ sinh viên có chiều cao là so với trung bình lớn hơn 2 lần độ lệch chuẩn. Đấy. Thì ở đây mình sẽ tính cái tỷ lệ này luôn. Thì tỷ lệ nó chính là xác suất. Tỷ lệ sinh viên, em lưu ý nè, có chiều cao nó là chiều cao của sinh viên đó. Đấy không? Chiều cao là so với trung bình. Đó. Tức là mình tính tỷ lệ, tức là tính xác suất. Vậy thì mình sẽ tính cái xác suất nè. Xác suất để cái x nó lệch so với trung bình, tức là giá trị tuyệt đối của x trừ mi nó lớn hơn 2 lần, dấu lớn hơn 2 lần độ lệch chuẩn, tức là 2 lần sigma. Thì ở đây mình sử dụng nguyên lý biến cố đối. Thì cái biến cố này đó là biến cố đối của biến cố mà cái độ lệch này nó nhỏ hơn bằng 2 lần sigma. Sigma là độ lệch chuẩn không? Đấy. Thì mình sẽ lấy 1 trừ cho xác suất mà cái độ lệch này nó nhỏ hơn bằng 2 lần sigma. Và mình đảo lại cái do cái x này nó có phân phối chuẩn, x này có phân phối chuẩn cho nên là xác suất mà x giá trị của x là so với trung bình không quá cái số c này thì nó bằng 2 lần phi của c chia sigma trừ 1. Nhưng mà ví dụ như chỗ này cái c mình thay bằng 2 sigma thì cái c bằng 2 sigma mà chia cho sigma thì nó còn là 2, thấy không? Cho nên chỗ này nó sẽ là cái xác suất này nó sẽ bằng là 2 lần phi 2 trừ 1. Đấy, thì các em lưu ý nè, em lấy cái 2 sigma này em chia cho sigma còn 2 vậy thì nó ra 2 lần phi 2 trừ 1. Mà cái phi 2 của mình á, phi 2 của mình á là nó 0,9772, mình bấm máy cũng được mà mình tra bảng cũng được các em. Phi 2 nó bằng là 0,9772 nè. Phi 2 là 0,9772 nếu mình tra bảng. Còn mình bấm máy thì nó cũng ra, nó thêm thêm một con số nữa thôi. Đấy.
Đấy thì đảo đây thì bây giờ mình sẽ thế cái phi 2 bằng 0,9772 vào mình bấm máy ra thì ra kết quả này, tức là 0,005 0456, tức là nó khoảng là 4,56%. Vậy tỷ lệ sinh viên cần tìm là 4,56%. Thì trên đây là thầy hướng dẫn cái bài 3.24, cái bài tập chương 3 mà nó có vận dụng cái phân phối chuẩn.